Xin chào tất cả các bạn, nhà video nằm giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 500 tóc cần khoa âm. Để tham gia em này em biết đi mô tả mà đây em sẽ tắt cho các bạn. Rồi các bạn bấm vào website các bạn. Kiểm tra các bạn việc xem qua website đó các bạn. Rồi website nó lót chậm quá các bạn bỏ các bạn, bấm claim my rap nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Con này chạy trên tảng EC20 mà mới đáp lời, các bạn join tiếp kênh seller các bạn. Rồi bạn join sao các bạn. Chết bà mình đang end rồi các bạn ơi. Cho mình bỏ một con rồi. Rồi các bạn join sao các bạn bắt đáp lời các bạn. Rồi bấm đón. Tiếp tục thì các bạn follow, các bạn like và request share pin net nha mọi người. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tự quyết chơi về video game nha các bạn. Các bạn thì đi vào account Valency Farm. Rồi tiếp tục các bạn tự quyết lại nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lại. Các bạn bấm không đắt nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ EC10 nha các bạn. Không kêu khai báo username cho Twitter ta. Giá này thấy khá là cao nên tôi cần các bạn. Sau nãy phần đều nhập vào Twitter của sao nó không mất kêu. Rồi bạn bắt rồi. Bạn gửi cho bot này mà. À, tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ username Twitter các bạn, cộng memo của bạn. Gõ thì tiếp tục các bạn bấm vào balance để check số cần kiếm được các bạn. À, và đây nhận được tập confirm các bạn. Gặp vào lên game chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Account là tài khoản của mình nè. Tiếp giao các bạn. Vitigo đây là dịch các bạn. Rồi tất cả này nó phân phối tự động vào địa chỉ của bạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2021 các bạn. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.